Sunday. Xin chào các khán giả của Đài 24/7. Phương Giang đã quay trở lại và mang tới cho quý vị và các bạn rất nhiều những điều thú vị về chiếc áo ngủ pyjama được làm bằng chất liệu lụa hiện đang rất được lòng các sao Việt cũng như các sao trên thế giới. Hãy cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây nhé. Hè năm nay, ngoài những thiết kế thêu, ren hay áo trễ vai, thì kiểu sơ mi biến tấu từ pyjama với chất liệu lụa mềm mại vẫn đang là item được lòng rất nhiều sao Việt và các sao thế giới. Với thiết kế phần cổ, tay và túi áo mang hơi hướng của chiếc áo ngủ, áo sơ mi pyjama trở thành nguồn cảm hứng mix đồ bất tận cho các quý cô trong mọi hoàn cảnh. Khi diện chiếc áo sơ mi pyjama, bạn có thể kết hợp cùng với nhiều item đa dạng khác nhau từ quần jean, quần skinny, quần tây giáng suông, váy mini, quần short, vân vân. Tất cả đều khiến bạn luôn sành điệu, thời trang và đầy thanh lịch. Thời trang đôi khi là sự xoay vần của các xu hướng và đôi khi sự bất hợp lý như là việc mặc áo ngủ ra đường lại trở nên vô cùng hợp lý nếu như chúng ta bỏ túi một vài cách mix đồ sau đây. 1. Áo pyjama kết hợp với quần ngủ kẻ sọc. Với thiết kế đơn giản cách điệu từ chiếc quần ngủ và đường kẻ sọc ở hai bên hông, quần ngủ kẻ sọc đang là item hot nhất của mùa hè năm nay. Kết hợp với áo sơ mi pyjama, cách điệu màu trắng, điểm nhấn là hai hàng khuy đằng trước. Đây chắc chắn là bộ đôi hot nhất hè năm 2017. 2. Áo pyjama kết hợp với quần legging giải da. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy áo pyjama không chỉ là một chiếc áo ngủ đơn thuần. Chỉ với một vài cách điệu về kiểu dáng, mix giữa pyjama, vest và măng tô, áo pyjama đã trở thành một item vô cùng chất và cá tính. 3. Áo pyjama kết hợp với chân váy midi. Nếu bạn yêu thích sự cá tính của áo sơ mi pyjama nhưng vẫn không muốn mất đi sự nữ tính và điệu đà, thì chân váy midi là một sự lựa chọn hoàn hảo. Set đồ này vừa mang đậm phong cách của một cô nàng hiện đại, lại vừa mang hơi hướng cổ điển và giản dị, nhưng cũng đầy sự nữ tính và dịu dàng. 4. Nếu ai yêu thích sự táo bạo và sexy thì thiết kế áo pyjama dài cách điệu với áo cổ xẻ sâu, mix với chân váy ren là một gợi ý hoàn hảo. 5. Với những set đồ như thế này, một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc giày chiến binh cao cổ cũng là một phương án kết hợp vô cùng chất cho những bạn trẻ muốn mặc pyjama phong cách đẹp và nổi bật như sao. Pyjama không phải là một item quá khó mặc, tuy nhiên để có thể diện đồ đẳng cấp như sao thì chúng ta cần phải phối hợp rất hài hòa giữa màu sắc cũng như kiểu dáng và bên cạnh đó là những phụ kiện đi kèm nữa. Hy vọng rằng qua chương trình ngày hôm nay thì các bạn đã tìm cho mình được một set đồ phù hợp để diện theo phong cách pyjama. Nếu như quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi những gợi ý của chúng tôi thì có thể xem lại trên fanpage Đẹp 24/7 và cũng đừng quên gửi ảnh về fanpage để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!